Chồng tao chỉ không yêu tao thôi, chứ làm gì đến mức mà phải giữ. Ôi dồi ôi, nếu có đi ông ấy để cho mày biết chắc. Chồng tao tao biết mà, anh nghiêm chỉ yêu công việc thôi. Nếu mà đi thì chỉ là đi đến nơi có công việc. Thế hôm qua mày có hỏi ông ý xem là tai nạn nặng hay không? Sao lại không về kịp đám dỗ? Anh ấy bảo nặng. Thế mà không tin. Anh... Nhầm. Tin thì sao không nữa. Công việc anh ấy thế mà. Chuyện bị gọi đi làm đột xuất như cơm bữa. Đêm hôm qua ấy cũng bị gọi đi chứ mày tưởng. Đêm qua đi à? Mày làm sao đấy? Nhầm. Này. Hả? Mày nghi ngờ gì anh nghi về tao đúng không? Hãy cứ để anh giao hàng bằng xe máy đi, rồi né né với anh công an ra là được. Ông bị điên à? Đang từ chết dở sắp thành chết thật rồi đấy. Từ từ rồi tôi tính. Ừ, anh đã giao cuộc đời mình cho em rồi. Em muốn tính sao thì tính. Ông thích tính sao thì tính không? Thôi mà, giận quá lại mất sinh bây giờ. Mày làm sao đấy? Anh giao hàng cho khách, thế là chẳng may bị quệt vào xe của khách ấy mà. Thôi anh vào thay quần áo đi, rồi ra ăn cơm luôn nhá. Mà anh nhớ đưa em đi lấy lại trí nhớ đó. Anh ra trước đi, em mang quần áo đi giặt. Mà các em chơi thân với nhau bao năm rồi, có cái gì mà không chia sẻ với nhau đâu. Chồng em là trụ cột của gia đình, anh mà không vững mẹ con em liêu xiêu ngay. Tôi là Nguyễn Đức Nghiêm, chúng ta cứ đúng luật mà thi hành. Ơi, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, nhanh một giây là chậm cả đời, biết chưa? Quý ơi là quý, sao anh lại ngây thơ thế? Đừng để cái đau nó biết nhé. Cô mày trong thực nghiệp không bao giờ có từ không làm được. Tôi không cho phép bất kỳ một ai động vào vợ tôi đâu nhá, dù chỉ là một sợi tóc nhá. Cậu có tin là tôi báo cơ quan chức năng không? Mày bảo tao nói nhiều á? Nhục. Việc gì cũng đến tay con này. Nhục không chịu nổi. Sao? Nó dám nói như thế luôn á? Lập biên bản giải quyết vụ việc. Hả? Mùi ngoại tình. Không phải kẻ thứ ba nữa, mà nó là kẻ cướp. Anh sẽ không làm điều gì dại dột nữa. Cho dù có bất kỳ chuyện gì, anh cũng sẽ nói với em. Hai vợ chồng mình sẽ sống với nhau đến trăm tuổi, với ba đứa con cùng một bầy cháu chắt.